rồng thật đã xuất hiện, dạy anh ta cách làm người trong chớp mắt. Cậu bé này tên là Cửu Long. Hôm nay cậu nghe thấy dưới biển có âm thanh gì đó đang kêu gọi bản thân, liền đi theo lời gọi tới bờ biển, trực tiếp nhảy xuống. Lúc này trước mặt đột nhiên xuất hiện một con rồng thần. Rồng thần đưa Cửu Long nổi lên mặt nước, cho cậu cưỡi lên lưng, còn mỉm cười với cậu. Tiếp đó rồng thần cùng Cửu Long chơi đùa dưới biển. Điều càng thần kỳ hơn là rồng thần lại lộ ra 9 cái đầu. Từ sau lần gặp đó, trên người Cửu Long đã có thêm hình xăm 9 đầu rồng thần. Cửu Long sau khi trưởng thành đã trở thành một cảnh sát. Trong một lần làm nhiệm vụ, anh cải trang thành gián điệp mai phục vào băng nhóm buôn thuốc phiện. Không ngờ lại bị đại ca xã hội đen phát hiện, liền treo anh lên để tra hỏi bằng hình phạt. Còn lúc này đại ca vô tình nhìn thấy hình xăm của Cửu Long, đây là một con rồng thần có 9 cái đầu, thấp thoáng trong áo. Đại ca hỏi anh xăm hình này ở đâu, mình cũng muốn đi xăm một con. Cửu Long lại đắc ý nói, đây không phải là xăm, mà là thần rồng thật sự đã ban cho. Cửu Long liền kể lại cuộc gặp gỡ hồi nhỏ của mình. Sau khi đại ca xã hội đen nghe xong liền cười ha ha, không ngừng chê cười Cửu Long suy nghĩ viển vông. Con mẹ mày, tao cũng có này, còn có hai con cơ. Lúc này bên ngoài vang tới một tràng tiếng còi xe cảnh sát. Cửu Long nhân cơ hội thoát ra khỏi dây thừng, chỉ vài phát đã đánh gục được hai tên đàn em. Sau đó đoạt lấy súng của bọn họ, đuổi theo đại ca xã hội đen, thành công bắt giữ anh ta lại đưa về quy án. Nhưng bởi vì anh nổ súng ở nơi công cộng nên đã bị người ta chụp lại và đăng lên báo, làm tổn hại đến hình tượng của cảnh sát. Thế là cấp trên liền điều anh tới một huyện thành nhỏ xa xôi. Nhưng anh vừa nhậm chức, nơi này đã xảy ra vụ án giết người liên hoàn, người chết đều là nữ cảnh sát. Do sự ảnh hưởng của sự việc quá lớn, cấp trên liền ra lệnh cho Cửu Long bắt buộc phải phá án trong một tháng. Nhưng tối hôm nay, lại có một nữ cảnh sát gặp hại. Cửu Long quyết định nhất định phải bắt được tên đầu sỏ này. Muốn bắt sói thì đừng tiếc mồi. Thế là anh dùng vợ của mình để làm mồi nhử, chờ đợi kẻ thù ác phía sau cắn câu. Nhưng hung thủ cũng không phải kẻ ngốc, trực tiếp dùng kế điệu hổ ly sơn. Một cảnh sát trực tiếp bị hung thủ giết chết, vợ cũng bị ép tới góc, không cần nghĩ, chắc chắn là phải chết. Bên này Cửu Long đã phản ứng lại, mau chóng đuổi theo. Hung thủ đạp xe đạp xuất hiện. Cửu Long nhìn thấy vết máu ở trên chiếc túi phía sau, liền ngây ra, còn lúc này hung thủ quay đầu lại, trực tiếp cho anh một phát súng. Cửu Long ngã xuống đất, nhưng điều này đối với người đã được thần rồng nhập như anh thì không phải chuyện gì to tát. Sau chuyện này anh cũng bị đình chức, hung thủ cũng không còn gây án, còn Cửu Long đã đích thân tiễn vợ lên Tây Thiên, không ngừng hối hận. Bắt đầu từ lúc đó đã sa đọa. Cho tới một năm sau, có một nữ cảnh sát lúc ra khỏi phòng tập gym đã bị người ta sát hại. Sau khi bên cảnh sát điều tra, phát hiện thủ pháp gây án là cùng một người với một năm trước. Thế là bên cảnh sát đã tìm tới Cửu Long, nói với anh chuyện hung thủ đã tái xuất giang hồ. Sau đó, Cửu Long và đồng nghiệp tới phòng gym điều tra. Đồng nghiệp phát hiện trên tường lại còn có áp phích của Cửu Long. Anh ta hỏi Cửu Long, người da đen còn lại là ai? Lúc này bác sĩ tâm lý của Cửu Long đã xuất hiện. Cô nói người đó là ông chủ của phòng gym này, trước đây đã từng giao chiến với Cửu Long. Bác sĩ nhìn thấy bộ dạng này của Cửu Long liền kinh ngạc. Trước đây anh là một người phong lưu, bây giờ sao lại nhếch nhác như vậy? Trong lúc trò chuyện biết được bác sĩ thường xuyên tới đây tập gym. Người vừa tập xong chính là vợ của anh chàng da đen. Lúc bác sĩ đi, còn bảo Cửu Long tới tìm cô để kiểm tra. Nhưng đến thì đã đến rồi, chắc chắn phải tìm bạn cũ để chào hỏi chứ. Thế là Cửu Long tìm tới anh chàng da đen. Anh ta nói, vài năm không gặp, sao đã biến thành bộ dạng nhếch nhác này? Cuộc thi của mấy năm trước tôi không đánh lại được anh, hôm nay hai chúng ta hãy đấu lại đi. Cửu Long nói, tôi đâu có rảnh để đánh với anh, còn có chuyện quan trọng phải làm. Ngày hôm sau, Cửu Long đã gặp được vợ của anh ta trên đường, liền đi theo. Không ngờ có vài người xuất hiện chặn anh lại. Chỉ thấy anh dễ dàng đánh ngã vài tên côn đồ xuống đất. Chuyện nhỏ, năm đó dù gì anh đây cũng là một quyền vương đấy. Nhưng vợ của anh ta đã biến mất, điều này khiến Cửu Long sinh nghi. Lúc này, anh lại gặp được bác sĩ, hai người còn nảy sinh ra tình cảm khác lạ. Bác sĩ cổ vũ Cửu Long tiếp tục đứng dậy. Trước sự cổ vũ của cô, Cửu Long đã cắt đi mái tóc dài, bắt đầu tập luyện, thay đổi bộ dạng lộn xộn của ngày trước. Tối hôm nay, anh và đồng nghiệp lại tới nghe lén vợ của anh chàng da đen, nhưng lại bị cô ta phát hiện. Cô ta mau chóng chạy trốn, còn nhóm Cửu Long điên cuồng đuổi theo ở phía sau. Rất nhanh sau đó, anh đã chặn cô ta lại trong tàu điện ngầm. Tiếp đó, hai người lại bắt đầu một trận chiến. Không ngờ lúc này nhân viên trên tàu bước ra, bị cô ta đá bay bằng một cú, tình cờ đã va phải thiết bị tăng tốc. Tàu hỏng và cô ta đã chết như vậy. Cửu Long có thần rồng bảo vệ nên đương nhiên không sao. Sau đó, anh đã tìm được chiếc túi năm đó ở nhà cô ta, bên trong chính là người vợ đã chết. Cửu Long vô cùng đau buồn. Sau khi về tới nhà, anh đứng trước gương, vạch áo ra, dùng kéo để chỉ lên hình xăm trên người và nói: nếu ngươi thật sự có sinh mệnh thì ngươi hãy đi ra để giúp ta đi. Một lần cũng được. Rất nhiều người đã biết về câu chuyện của ta và ngươi. Thế nhưng không có ai tin. Ngươi hãy ra đây đi, ta không muốn có thêm đồng nghiệp chết. Ta cầu xin ngươi hãy xuất hiện thêm một lần, cứu lấy ta. Thế nhưng thần rồng vẫn không phản ứng.
còn đầu mối đã bị đứt quãng như vậy. Hôm nay, đồng nghiệp mang tới một chiếc đĩa tìm được ở nhà vợ anh chàng da đen. Cửu Long biết được chân tướng sự việc từ bên trong. Hóa ra năm đó Cửu Long và anh chàng da đen đấm bốc, anh chàng da đen đã thua, sau đó vài nữ cảnh sát liền chê cười con trai của anh ta. Còn tất cả những điều này đều đã bị con trai anh ta quay lại. Sau đó trên đường về, bởi vì anh chàng da đen đã thua, con trai anh ta liền bắt đầu cãi nhau với anh ta. Trong lúc tức giận, con trai đã chạy xuống xe, lại xảy ra tai nạn và bị húc chết. Cho nên từ sau lúc đó, anh chàng da đen liền chuyển sự thù hận lên người nữ cảnh sát và Cửu Long, nên mới có vụ án giết nữ cảnh sát liên hoàn sau đó. Bọn họ chuẩn bị giết Cửu Long vào lúc cuối cùng, Cửu Long biết được chân tướng liền tới phòng ghim. Còn anh chàng da đen đã đợi ở đây từ lâu. Kẻ thù gặp mặt, bầu không khí liền trở nên u ám, huống hồ là mối thù giết vợ, hai người trực tiếp đánh nhau. Không lâu sau, Cửu Long đã dần dần yếu thế, quần áo cũng bị anh ta xé ra. Nhìn thấy hình xăm rồng thần trên người anh, liền chê cười anh. Đây chính là con rồng trong truyền thuyết mà anh đã nói sao? Chỉ là một con rồng bỏ đi, đây không phải là huyền thoại gì cả. Đây mới là huyền thoại. Huyền thoại cái con khỉ. Hình xăm của anh quả thực là quá xấu. Sau đó hai người lại đánh nhau. Đánh từ trong phòng ra tới bên ngoài. Còn Cửu Long lại càng hăng máu, trực tiếp ghi anh ta xuống đất đánh đập, còn đá anh ta xuống tòa nhà cao tầng. May mà anh chàng da đen đã ôm được dây thừng băng di. Sau đó, Cửu Long trực tiếp nhảy tới ôm lấy anh ta, hai người liền rơi xuống như vậy, rơi lên nóc xe. Sau đó anh chàng da đen cướp được một chiếc cano, định bỏ trốn. Lúc này gió mây đột nhiên thay đổi, thuyền của anh ta liền lật, anh ta đã nhìn thấy một con rồng thần dưới nước, chỉ thấy nó dùng 9 cái đầu, tung đi tung lại anh chàng da đen trong không trung, anh chàng da đen sợ đến mức không ngừng kêu gào. Sau đó rồng thần trực tiếp nhảy lên xuyên qua cây cầu lớn, sau đó dùng một chiêu thần rồng quật đuôi, trực tiếp hất văng anh chàng da đen tới trước mặt Cửu Long. Anh chàng da đen nói mình đã nhìn thấy rồng thần, sau đó liền chết. Thần rồng đã xuất hiện, nhưng người từng nhìn thấy thần rồng trên thế giới vẫn chỉ có một mình Cửu Long. Cuối cùng Cửu Long đã đến với bác sĩ tâm lý. Câu chuyện tới đây là đã kết thúc. Hẹn gặp lại vào lần sau.